Xin chào bạn, đây là con máy nghe nhạc mới nhất của Ruizu, đó là Ruizu X02B. Chữ B ở đây có nghĩa là Bluetooth. Tại vì sau thành công của con Ruizu X02 á, cái phiên bản mà làm bằng nhựa thì nhiều bạn không thích và nó sẽ không có cảm ứng. Còn phiên bản mới này á thì sẽ có cảm ứng luôn nha các bạn. Và máy á thì sẽ đi kèm cho các bạn một cọng dây cáp sạc như vậy, kim luôn là dây để các bạn truyền dữ liệu. Ví dụ như các bạn mà muốn sao chép hình ảnh, video hoặc là nhạc từ máy tính hoặc là từ điện thoại á, thì các bạn chỉ cần cắm cọng dây này vô và các bạn truyền mấy cái đó là được ha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, Ruizu X02B phiên bản 16GB có Bluetooth và có loa ngoài luôn. Cái phiên bản mà X02 á thì nó sẽ là bằng nhựa và không có loa ngoài, không có Bluetooth luôn. Còn phiên bản của chúng ta thì có đầy đủ chức năng và là kim loại nguyên khối được các CNC rất là nuột như vậy. Ngoài ra thì pin sẽ được nâng cấp lên là các bạn có thể sử dụng liên tục để nghe nhạc từ 80 đến 100 giờ liên tục. Còn con Ruizu X02 á, thì chỉ khoảng là 70 đến 80 giờ thôi. Bên cạnh trái của chúng ta sẽ là nút nguồn, thì các bạn chỉ cần gạt lên như vậy là mở nguồn. Bên cạnh phải là một cái khe cắm thẻ nhớ, nó hỗ trợ thẻ nhớ đến 128GB. Các bạn có thể thoải mái chứa những bộ phim Nhật hoặc là văn hóa Nhật ở trong đây ha. Và bên cạnh dưới sẽ là cổng sạc và jack 3.5mm để cắm tai nghe. Máy của chúng ta hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ, thì tất nhiên ở đây mình sẽ chọn là ngôn ngữ tiếng Anh. Thì các bạn có thể thấy là cảm ứng rất là mượt mà. Đây mình sẽ nhấn cho các bạn xem. Mình sẽ tăng độ sáng lên một chút để các bạn có thể dễ nhìn. Tại vì mình đang quay ở ngoài trời sáng rất là sáng, thì các bạn hơi khó nhìn một chút xíu ha. Mong các bạn thông cảm. Ở giao diện máy á, thì các bạn có thể thấy là có hiển thị giờ nè. Và tất nhiên có loa ngoài thì nó sẽ kim luôn là có báo thức. Và các bạn có thể nghe nhạc nè, xem video, nghe đài FM, xem hình ảnh và Bluetooth 5.0. Với Bluetooth này á, thì các bạn có thể là kết nối với lại tai nghe hoặc là lo Bluetooth để nghe nhạc và đọc ebook, có ghi âm. Và dành cho các bạn mà mua máy nghe nhạc để học tiếng Anh á, thì máy của chúng ta sẽ có lập đoạn AB luôn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe một chút về cái loa ngoài của con máy này, tại vì con máy này loa ngoài nó rất là lớn. Và tất nhiên á thì mình chỉ có thể cho bạn nghe một đoạn ngắn thôi, tại vì trên YouTube á thì nó sẽ bị bản quyền của nhạc. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn nghe thử. Rồi nếu mà các bạn nào muốn mua con máy này á, thì mình sẽ để link mua hàng được miễn phí vận chuyển ở bên dưới nhé. Còn đây là số điện thoại bên mình, nếu các bạn nào cần tư vấn á, thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại này, Zalo hoặc gọi điện thoại gì cũng được. Rồi xin chào các bạn.